Tớ đây, tớ đây. Cậu đây à? Ừ, nhanh lên đi học đi. Mình nhớ là vừa nãy mình đi học cơ mà. Không lẽ mình đoán trước được tương lai? Bây giờ là 6 giờ kém 10. Nếu không nhầm, chắc chắn bạn Lê sẽ gọi mình đi học. Việt ơi, đi học rồi. Đây, tớ đây, tớ đây. Cậu đấy à? Ừ, nhanh lên đi học đi. Sao hôm nay tự nhiên cậu lại rủ tớ đi học vậy? Mọi hôm toàn tớ rủ cậu đi học cơ mà. Thì để tớ rủ cậu một hôm cũng được chứ sao. Vậy mai tớ không thèm rủ cậu đi nữa. Tớ nói đùa tí mà. Chứ tớ xin lỗi. Như trước, mình nhớ không nhầm là cho tớ xin lỗi đi mà. Lê ơi, ăn sáng chưa? Mình múc bánh này, nhìn cho bạn nè. Tớ chưa. Xin cậu. Đi thôi bạn. Đi đi cậu. À cậu ơi, hôm nay bọn mình đi đường này đi. Hả? Đường đấy là đường vắng mà. Bây giờ vẫn chưa đến 6 giờ mà. Tụi mình đến sớm ông bảo vệ vẫn chưa mở cửa đâu. Thôi thế cũng được. Hả? Có chuyện gì vậy? Thôi hôm nay tụi mình không đi học nữa. Vì sao vậy? Ở gần trường có con quạ thành tinh. À, thì ra là hôm nay cậu lấy cớ nghỉ học cái gì? Thật mà, có con quạ thành tinh. Thôi cậu không đi, tớ đi học một mình vậy. Hả? Quả thánh tinh được có thật. Ngươi chạy đi đâu? Tha cho tôi, tha cho tôi. Cậu mau chạy đi, ở đây để cho tớ. Không, tớ không đi đâu, tớ không bỏ cậu ở lại một mình được. Chạy đi. Cậu chạy đi. Tên này lại thích đồng mạng à? Mau chạy đi. Cậu. Cậu. Tên này thích đồng mạng à? Xin tha mạng. Tha là tha thế nào? Thật là khủng khiếp.